đứng tại phòng truyền thông sau trận đấu giữa West Ham và Tottenham Hotspur. Hôm nay là ngày may mắn đối với các chú gà trống, đặc biệt là đối với huấn luyện viên Jose Mourinho. Chiến thắng 3-2 đã giúp củng cố tinh thần của toàn đội sau loạt trận thua và hòa trước đó. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha thể hiện sự phấn khởi khi được trở lại ngoại hạng Anh sau 10 tháng và tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Sau đây sẽ là những nhận định của hai huấn luyện viên cũng như các nhà báo thể thao về trận đấu này. Tôi nghĩ chúng tôi thi đấu dưới nhiều áp lực. Kết quả hôm nay không như chúng tôi mong muốn, mặc dù chơi ở sân nhà. Chúng tôi muốn chơi tốt hơn. Tuy nhiên, cao thủ đã cố gắng hết sức. Chúng tôi mắc nhiều sai lầm ở hàng phòng ngự. 20 phút đầu của trận đấu là khoảng thời gian không dễ dàng của chúng tôi. Đội bóng của chúng tôi chơi tốt hơn trong vòng 1 tiếng sau đó. Thực sự là như vậy. Và tôi rất hài lòng về các học trò của mình. Hôm nay Mourinho đã đạt được điều mà ông ấy mong muốn. Chắc chắn là ông ấy rất vui với kết quả 60 phút đầu của trận đấu giữa đội bóng của ông ấy chơi hay hơn West Ham. Bên cạnh đó, đội nhà West Ham lại gặp nhiều vấn đề. Kết quả này khá tốt với Tottenham Hotspur ở thời điểm này. Đây là chiến thắng quan trọng với Mourinho sau 10 tháng không dẫn dắt đội bóng nào ở ngoại hạng Anh. Tới thời điểm này, ông mang một nguồn năng lượng tích cực đến cho Tottenham. Những cầu thủ gặp khó khăn trong một thời gian dài như Dele Alli cũng được ông thúc đẩy và đã góp một bàn thắng trong ngày hôm nay. Cách chơi của Mourinho thiên về phòng ngự hơn là Pochettino. Ngày hôm nay, Dele Alli đã thi đấu xuất sắc. Anh ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn nhưng đang từng bước lấy lại được phong độ của mình. Tôi nghĩ chiến lược của Mourinho trong các trận đấu sắp tới là sẽ thúc đẩy vai trò của Dele Alli. Trong buổi tập trước trận đấu, Mourinho đặc biệt quan tâm đến chàng tiền vệ này. Quả quyết sẽ mang ấy trở lại đúng với phong độ của mình. Và thực tế cho thấy, Dele Alli đã đóng góp được một bàn thắng trong trận đấu với West Ham cùng nhiều pha kiến tạo. Chắc chắn vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ dùng Alli như con át chủ bài của Tottenham cho mùa giải này.